Xin chào quý vị và các bạn, tiếp tục đến với phần 3 của bộ video hướng dẫn đọc bản vẽ kiến trúc kết cấu công trình của nhà anh Nguyễn Văn Toàn ở địa chỉ Thanh Niệm, Hải Dương. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kết cấu phần mái vì kèo của một cái ngôi nhà vườn mái Nhật của nhà anh. Và video mình xin phép là sẽ gửi cho các bác thợ để cho các bác thợ xem, nắm bắt được và làm được cái công trình của nhà anh Nguyễn Văn Toàn tốt nhất, chất lượng nhất và chuẩn nhất trong năm 2024 nhé quý vị và các bạn nhé. Thì trên màn hình của quý vị và các bạn đang xem, mình xin phép là sẽ sử dụng trực tiếp cái phần mềm 3D để mô phỏng cũng như chia sẻ cho các bạn về cái đọc cái bản vẽ vì kèo mái này và làm được cái mái này làm sao cho nó đúng. Thì đây chính là cái phần mái mà như các cái video về chia sẻ cho các bạn trước, thì do là cái nhà của anh làm kịch đất vậy nên không có phần mái Nhật, nên mình sẽ bóp cái phần này lại tạo ra một cái giải pháp như kiểu cái cổ của chúng ta. Đây các bạn sẽ dễ hình dung hơn đó. Thì chúng ta có cái cổ và cái toàn bộ cái tai của chúng ta giống như cái rìa mái này này. Đó, thì làm như vậy thì chúng ta sẽ được cái không gian mái Nhật bay ra bên ngoài nha các bạn nhé. Cái giải pháp này được áp dụng rất là nhiều và bên HCG thiết kế ở trên 63 tỉnh thành. Và đây chính là cái phần hình thức cái mái của nhà anh. Thì một cái lưu ý cho các bác thợ xây là trong quá trình mà các bác làm đổ cái sàn này xong thì toàn bộ các cái phần ở đây đó chính là các cái phần mà chúng ta cần phải kết cấu, cấu kiện với lại phần cột đi lên và cái dầm ở bên trên đổ nha các bạn nhé, dầm rằng đổ và chúng ta le cái mái này ra, tức là chúng ta phải đổ thêm hai lớp sắt, hai phần lớp bê tông và cái đoạn này thì chúng ta xây nha các bác nhá. Thế còn là đây chính là cái phần hình thức cái mái, video này sẽ dành cho cả bác thợ xây và các bác vì kèo. Đây chính là cái phần hình thức chung, thì là chúng ta có một cái mái chính, một lần giật cấp, một mái chính, một mái phụ thứ nhất và một hai, thì chúng ta có gọi là ba lần giật, là ba cái dạng mái, ba cái sống mái nhé các bạn nhé, một sống, hai sống, ba sống, và đây chính là các cái viên cuối nóc. Thế thì trên đây đó chính là cái bản vẽ vì kèo. Đó, đây chính là cái phần bản vẽ vì kèo mà mình đã sơ phát cho các bác thợ của anh. Thì là bên mình đã vẽ rất kỹ và chi tiết như này rồi, nên là các bác sẽ rất dễ dàng để hình dung và làm được cái vì kèo này. Vậy thì cái bản vẽ này xem như thế nào, xem làm sao cho nó đúng, xem làm sao cho nó chuẩn và thực thi nó ra sao, thì các bạn hãy cùng bên HCG xem file PDF của công trình để mình sẽ hình dung ra trước. Thế còn là mình sẽ nói về cái đoạn liên quan đến cái vì kèo này. Chúng ta có thể là chúng ta sẽ sử dụng các cái cây chống, chống trực tiếp xuống nền của cái cốt dưới này, tức là cái cốt dưới này của đoạn này là chúng ta xây gạch đúng không ạ, và đây là đoạn là chúng ta đổ thêm một lát bê tông, thì chúng ta sẽ chống trực tiếp các cái cây chống xuống cái nền này đó, xuống cái nền này, hoặc là các bạn có thể sử dụng toàn bộ cái đoạn hệ này thành hệ vì kèo, kéo sang bên này, kéo cái cây bắc ngang sang bên này, xong rồi sử dụng cây chống xuống, thì chúng ta sẽ chống trực tiếp vào cái dạng vì kèo đó. Đấy là hai cách mà chúng ta sẽ thực thi và làm cho đối với cái mái của nhà anh Nguyễn Văn Toàn lần này. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần bản vẽ. Đối với lại bên kiến trúc HCG, hồ sơ là hồ sơ bản vẽ chi tiết 2D sẽ kết hợp với 3D đều đầy đủ hết cho các bạn để các bạn thực thi và làm cái công trình nó chuẩn nhất nha các bạn nhá. Nhưng mà ngoài các cái bản vẽ chi tiết đấy, bên mình bao giờ cũng sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách mà chúng ta đọc hiểu một bộ hồ sơ bản vẽ, làm video hướng dẫn 3D để cho các bạn làm được công trình đó, và hướng dẫn các bác thợ, đào tạo tất cả các bác thợ nào mà chưa có kinh nghiệm thì bên mình đều hướng dẫn đào tạo, và mình có mở những cái lớp dạy các cái khóa học dành cho các bác thợ, những các bác nhá, để cấp cho các bác cái chứng chỉ để chúng ta có thể là hành nghề liên quan đến xây dựng, thì bên mình có thêm cái lĩnh vực giáo dục đó, đúng không ạ? Thế thì đấy chính là cái mục chung. Thế nhưng mà trong tất cả các bản vẽ của bên mình thì bên mình đều làm thêm những video hướng dẫn chi tiết như này cho các bác, vậy nên là các bác hãy xem video là các bác đã có thể thực thi và làm được rồi. Còn bác nào mà bác thợ mà đang sở hữu bộ hồ sơ này mà muốn cho anh em bạn bè hiểu được thì các bác hãy nhấn nút chia sẻ hoặc lưu video này lại, chia sẻ cho bạn bè cộng đồng được biết nhé các bác nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với các bác thợ mái ạ. Đây chính là cái bản vẽ vì kèo mái dành cho các bác thợ mái của nhà anh Nguyễn Văn Toàn. Nếu mà các bản vẽ sơ bộ ấy, thì họ chỉ vẽ như này thôi, xong các bác tự mò đúng không ạ? Thế nhưng mà HCG khác nha các bác nhá. HCG là bản vẽ chi tiết đó, bản vẽ chi tiết hàng đầu Việt Nam. Thế nên là từ những cái bản vẽ chi tiết này, bên mình sẽ có những cái bản vẽ vì kèo. Đây chính là các bản vẽ vì kèo có những cái số lượng vì kèo VK1, VK2, VK16 hay là VK3, VK5.
Từ những cái bản vẽ vì kèo này chúng ta mới biết được các khoảng cách bố trí vì kèo. Trên đây chính là cái khoảng cách bố trí vì kèo là 1m2. Và cây này chúng ta đang sử dụng ở đây là cây vì kèo sắt hộp 40 x 80 và nhân với 1.4 hoặc 1.8 chúng ta sẽ sử dụng ở đây. Đó, chúng các bác nhá. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cây mặt bằng bố trí li tô để cho các bác hình dung đã. Sau đó thì chúng ta sẽ có những cái bản vẽ liên quan đến cây nóc. Bên mình sẽ ghi chú rất rõ cho các bác là cây nóc chống cao bao nhiêu, cây chống nóc cao bao nhiêu, rìa mái, máng xối, tất cả cái này đó, và những cái thống kê từng những cái số lượng viên ngói này ra cho các bác này, để cho các bác là nhận với lại chủ nhà nó chuẩn nhất, cũng như là thực thi cái công trình của mình nó nhanh nhất các bác nha. Và thứ ba nữa là bên mình sẽ có những cái bản vẽ chi tiết như thế này, bản vẽ chi tiết về vì kèo, tất cả những cái chi tiết vì kèo này ra thì bên mình đều có để cho các bác làm. Đấy chính là đối với lại các cái vì kèo của cái máy Nhật. Thế còn trên đây đó chính là cái phần liên quan đến 3D, thì bên mình sẽ có những cái 3D này để cho các bác là khi mà làm thì mình có thêm những video 3D này mình chia sẻ cho các bác hãy xem đó để nắm bắt được. Còn đoạn này chúng ta sẽ phải là máng xối này. Đoạn này chúng ta có máng xối này để tránh nước này. Và cái cây các bác thường sẽ đặt ra câu hỏi cho mình là cái vì kèo, cái mái ngói của mình sẽ lợp trầm ra bao nhiêu, thì tùy thuộc vào cái chiều cao cũng như là các cái khoảng nhô của mỗi công trình, chúng ta sẽ đưa ra cái giải pháp mái ngói sao cho phù hợp. Như đối với công trình của nhà anh Nguyễn Văn Toàn thì Cường khuyên là các bác hay nên nhô ra khoảng tầm từ 70 thôi, 70 đến 50 đấy nhá các bác nhá. Và chúng ta không nên nhô ra nhiều quá, đúng không ạ? Bình thường các mái nhà khác thì các bác có thể nhô nó ra là bằng 100 hoặc là nhô ra cao rộng hơn. Đó, sau đó thì chúng ta mới xác định cây li tô đầu tiên. Thế nhưng đối với nhà anh Nguyễn Văn Toàn, tại sao chúng ta lại nhô ít thôi và để cho cái công trình của chúng ta nó đẹp? Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến là thứ nhất là do cái phần cổ, phần mái ngói này của nhà anh Nguyễn Văn Toàn, đó, cái khoảng cách cổ trần này này nó rất là thấp. Đó, nó khoảng tầm 400 đến 500, nó khá là nhỏ. Đó. Và cái thứ hai nữa là đây, Cường để sang phần 3D để các bạn dễ hình dung. Cái thứ hai nữa là chúng ta còn cái phần rìa mái này của nhà anh Nguyễn Văn Toàn có một cái rìa mái ở đằng trước này. Nếu mà các bạn nhô ra quá dài thì nó sẽ che mất các cái phần cổ trần và các cái phần hắt của ánh đèn, làm cho cái công trình của nhà anh không được đẹp. Vậy nên các bác nhô ra vừa thôi, nhưng khoảng tầm từ 50 cho đến 60 là tuyệt vời nhất nha các bác nha. Thế còn là đối với cái công trình của nhà anh, là để xác định cái chiều cao cái mái làm sao cho nó đúng, làm sao cho nó đẹp, làm sao cho nó chuẩn, thì là Cường xin phép là chia sẻ cho các bác thợ như thế này. Tùy thuộc vào mỗi một không gian, mỗi một gia đình chúng ta có được cái chiều cao của mái ngói làm sao cho nó đúng với cái tỷ lệ, thường thì chúng ta sẽ làm là 30 độ. Thế nhưng mà do cái nhà anh Nguyễn Văn Toàn, như trên cái hình ảnh quay thực tế cũng như là khảo sát công trình, thì đằng trước nhà anh có một cái nhà mà ngõ nhà anh rất bé, nó khoảng tầm 2 mét. Vậy nên là để có được một cái mái ngói đẹp ở nhà anh thì chúng ta cần phải đứng ở phần cổng của nhà anh để nhìn ngược lên, mà cái tiệm cận góc gần nhất chúng ta nhìn cái mái của chúng ta nó sẽ bị thấp anh nhá, nhìn trực tiếp xuống nó bị thấp và bị lùn và bị che bởi một cái đây, nó đứng này nó bị che bởi một cái góc của cái mái này. Nó bên HCG đã tính cái chiều cao này là chiều cao chuẩn rồi, tại vì là HCG là sẽ phải đứng ở đúng cái góc mà người ta hay đến nhà anh nhất, sau đó thì là họ làm, thì là bên HCG đã đứng và đã tính toán cái tỷ lệ cái mái ngói của nhà anh là đã quá đẹp rồi. Thế nhưng mà một cái kinh nghiệm cho các bác thợ của nhà anh để làm được cái mái ngói này đẹp hơn, đó chính là dựa vào bản vẽ của bên HCG. Trên cái bản vẽ của bên HCG để Cường bật lên ạ. Đây chính là cái bản vẽ cây nóc này. Các bạn hãy sử dụng cái bản vẽ cây nóc này để xác định chính xác cái chiều cao của cây nóc đấy trước. Sau đó chúng ta đứng ở tại cái vị trí góc của cổng của nhà anh để nhìn ngược lên. Nếu mà chúng ta nhìn thấy nó cao và nó ok, thì chiều cao nó nhìn nó hợp lý thì chúng ta mới làm. Còn nếu không thì các bạn cần phải báo ngay cho bên kỹ thuật HCG để kỹ thuật HCG tính toán thêm cho các bạn. Hoặc là các bạn hãy thử nâng cái phần chiều cao của mái ngói này lên thêm 200 để chúng ta
sẽ được một cái mái ngói nó đẹp nhất nhé các bác nhá. Vậy nên là đối với tất cả các cái công trình của bên HCG, tại sao công trình nào cũng đẹp, công trình nào cũng chuẩn, cái lý do chính ở đây đó chính là cái kinh nghiệm thiết kế cộng với kinh nghiệm thực tế trong quá trình mà thiết kế và thi công, để mình chia sẻ cho các bác và làm những video hướng dẫn như thế này. Video rất là ý nghĩa và hay, vậy nên là thực sự ra rất là mong muốn các bạn là hãy nhấn nút lưu, nhấn vào nút chia sẻ cho tất cả anh em, bạn bè, cộng đồng của chúng ta, ai đang quyết định làm nhà chúng ta đều nắm được nha các bác nhá, và đều hiểu được cái công trình này để chúng ta áp dụng cho cái ngôi nhà của nhà mình nó tốt hơn. Hiện nay thì HCG đã có mặt tại 705 huyện và 63 tỉnh thành, vậy nên các bạn có thể tới trực tiếp các cái quận huyện của quỹ các bạn để cảm quan, trải nghiệm cái không gian và cái phục vụ của bên HCG dành tặng cho quý vị các bạn, phải không ạ? Còn bây giờ Cường xin phép kết thúc cái video tại đây. Cường xin chúc quý vị các bạn là có thật nhiều tiền để xây nhà nha các bạn nhé. Cường xin chào và lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.